Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một dựng một cái công trình như hôm trước mình đã nói. Đó là công trình này. Công trình này mình sẽ lấy được ở trên một cái trang web khá là hay. Đây chưa, đó là trang big.dk này, nó chứa rất nhiều những cái công trình nổi tiếng, bao gồm có cả công trình đã xây rồi và những concept. Đấy, cái ý tưởng khá hay. Thì hôm nay mình hướng dẫn mọi người cái công trình này. Đây. Đây khá hay đúng không? Ở đây mình đã tải về rồi. Nhìn về tổng thể thì nó sẽ có một hình dạng. Đấy. Là một hình hộp này, chữ nhật này, được uốn cong trên một cái đường cong hình tròn ốc đúng không? Đó đánh giá về tổng thể. Đấy. Tức để dựng được một cái hình nó chi tiết như này thì đầu tiên mình phải tư duy ra cái hình khối của nó đã, hình khối cơ bản nó là hình gì. Mình sẽ đi về cái khối, dựng xong hình khối cơ bản của nó, sau đó mình đi về chi tiết. Ví dụ như là làm sao để dựng được cái khối hộp uốn vào một cái đường dẫn như này, đường xoắn ốc như này. Rồi từ hình đó, hình xoắn ốc này, mình khi mình uốn xong rồi mình sẽ đi về chi tiết làm sao dựng được cái đố kính riêng, cái ô kính riêng. Rồi làm sao dựng được cái bậc thang này đi lên, đi xuống, đúng không? Nằm trên một cái hình trụ này. Mình sẽ đi từ tổng thể đến chi tiết. Đấy, thì bây giờ làm sao để dựng cái hình khối này, mình sẽ vào cái chép. Đây mình dùng cái chép 17 nhé. Ok. Trước tiên ấy, để tạo được cái khối này, mình cần hai cái đối tượng. Thứ nhất là đường dẫn hình xoắn ốc này. Đấy. Và một cái hình hộp chữ nhật uốn vào cái đường xoắn ốc này. Để tạo ra đường xoắn ốc này, mình sẽ dùng một plugin, đó là Helix Along Cover. Công cụ này rất hay ở chỗ là nó sẽ tạo ra được đường xoắn ốc xung quanh một đường dẫn. Thì cụ thể đường dẫn ở đây sẽ là một đường thẳng, là trục của cái đường xoắn đó. Đấy, cái trục đường xoắn đó này nó có độ cao bao nhiêu, nó chính là khoảng cách từ đầu đến cuối của đường xoắn. Mình dự tính ở đây này, kích thước của nó ở đây mọi người nhìn thấy là thằng người có kích thước rất nhỏ, mình sẽ ước lượng khoảng 50m chẳng hạn. Ở đây mình sẽ vẽ một đoạn thẳng cao 50m. Đấy. Cao 50m thì mình thử dùng lệnh này. Edit Along Cover này. Mình nhập radius 1 là 20.000. Radius 2 20.000. Ok này. Ở đây mình thấy tạo ra được một đường xoắn rất là nhiều vòng xoắn, đúng không? Thì radius 1, radius 2 là chính là cái gì? Nó chính là khoảng cách từ điểm này. Radius 1 là từ điểm này. Cái điểm này là radius 2. Đấy. Radius 1 và radius 2 mình sẽ tính là từ tâm đến cái điểm này, đến điểm đầu của đường xoắn ốc, và từ tâm đến điểm cuối của đường xoắn ốc là mình cho nó khoảng 20m. Còn số vòng ở đây mình tính là gì, là một đường vòng xoắn, đúng không? Một cái khối này nó sẽ có một vòng xoắn, thì lát nó chính là số vòng. Mình nhập vào 1. Ok này. Đấy, bây giờ mình có một đường xoắn ốc, một vòng, một vòng xoắn. Nhưng mình zoom gần thì mình thấy là đường xoắn ốc này nó hơi cứng, đúng không? Số cạnh hơi cứng. Thì số cạnh của đường xoắn ốc này được tính nào? Ở đây mình quan sát là sau khi mình tạo ra được cái khối này rồi, mình thấy ở đây có rất nhiều cái ô kính. Rất nhiều ô kính. Đố kính này.
Đấy, thì mình đếm khoảng đây khoảng 40 ô. 40 ô này thì mình sẽ suy ra là cái số cạnh này này của cái đường cong này này tối thiểu thì phải bằng số ô kính. Đúng không? Ở đây mình sẽ cho bằng luôn là 40. Mình sẽ cho khoảng 40 đường. Tức là số cạnh của đường cong này mình sẽ phải nhập là 40. Section plot nó chính là số cạnh của đường cong, số cạnh của đường xoắn ốc. Mình sẽ nhập, đây là số cạnh của một vòng nhé, một vòng xoắn. Mình sẽ nhập ở đây là 40. Ok này. Rồi. Đấy, còn khối hộp này kích thước như nào? Thì khoảng cách từ điểm này đến điểm này độ dày đó, mình sẽ cho khoảng là 20 m. Đấy. Độ cao của hình hộp này từ điểm này đến điểm này mình sẽ cho nó sẽ bằng gì? Bằng cái đường xoắn ốc đúng không? Nó là 50 m. Còn chiều dài từ đây đến đây này, của hình hộp thì mình đặt bao nhiêu cũng được. Giờ mình sẽ vẽ ra một hình hộp 20 m nhân 20 m, cao là 50 m. Tức là nó sẽ cao bằng bằng cái đường xoắn ốc này. Dài ấy, thì bao nhiêu cũng được. Sau đó mình sẽ gờ lại. G là make component đấy. Make component này lại tắt là G. Để uốn được hình hộp này vào cái đường xoắn ốc này. Đấy, thì điều kiện thứ nhất là cái đường xoắn ốc này phải là đường cong thường, đường cong nguyên bản, tức là không phải group hoặc component. Mình sẽ phá vỡ ra. Đấy, nó sẽ thành đường cong nguyên bản. Thứ hai là phải có một hình hộp, một đối tượng là component, chính là hình hộp này. Thứ ba là mình có một đường thẳng. Đường thẳng này mình sẽ đặt dọc theo cái cạnh dưới cùng của hình hộp. Đường thẳng và hình hộp này bắt buộc phải song song trục đỏ. Phải song song trục đỏ thì mới thực hiện được cái lệnh uốn. Lệnh uốn đó chính là sharp bender này. Sharp bender. Sharp bender có tác dụng là uốn đối tượng vào đường dẫn nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ uốn thử. Chọn đối tượng này. Chọn lệnh này. Chọn đường thẳng này. Sau đó chọn đường cong. Bây giờ nó ra cái biểu đồ màu xanh này, rất dễ nhìn. Đúng không? Nhưng hiện tại nó đang bị chéo, nó không ăn khớp vào đường cong. Nếu ai đó làm nó bị chéo như này, khi thực hiện lệnh nó bị chéo như này thì mình sẽ ấn phím mũi tên phía dưới. Cái phím mũi tên trên bàn phím ấy, phím tên dưới đảo lại. Đấy, bây giờ nó ăn khớp như này. Ở đây thì biểu đồ nó hiện là đúng rồi, nó là chuẩn rồi đúng không? Tuy nhiên đấy, mình muốn là nếu giả sử ai đó mà uốn cái khối hộp này nó vào trong đường xoắn ốc cơ. Hiện tại nó đang bên ngoài đường xoắn ốc, nếu ai bị vào trong như này thì mọi người sẽ phải ấn phím tên phía trên đảo lại. Đấy, ấn phím tên phía trên để đảo lại. Sau đó enter. Enter xong nó ra hình này. Được chưa? Đây chính là cái khối hộp, hình khối của cái công trình này. Đúng nào. Bây giờ mình copy ra. Copy ra này. Và quay nó xuống theo đúng cái chiều của công trình. 90 độ. Mình vào trong mình thấy là cái trục Z này nó bị nằm nghiêng. Thì để cho nó tiện dựng hình ấy, nó khóa phương nó dễ, thì mình sẽ phá vỡ ra. Phá vỡ ra nhé. Đấy. Sau đó có thể gờ lại cũng được, mà mình sẽ gờ sao cũng được. Tại vì đây là một công trình chính của mình, thì mình chưa gờ vội, chưa cần make lần vội, nhưng mình sẽ đặt đây. Và copy ra thành một khối khác. Copy ra thành một khối nữa, đặt để dự trữ. Nếu giả sử cái khối mình làm sai thì mình sẽ làm một cái khối khác. Copy ở đây. Khi copy ấy, thì mình sẽ copy có một kích thước cụ thể này. Ví dụ ở đây mình sẽ copy là 200 m. Đấy. Mọi người tí nữa sẽ hiểu tại sao mình copy ra có kích thước cụ thể. Mình gờ lại. Ok, ẩn đi. Đây khối chính của mình đúng không? Để cho cái cạnh nó hiện lên thì mình sẽ dùng lệnh xuất tan này.
Số tên là lệnh này. Đấy, mình chọn tất cả đối tượng, kích 3 lần chọn đối tượng này, và kéo lên trượt lên thì cái cạnh nó sẽ hiện lên nhé. Đấy. Ok, bây giờ mình đã dựng xong cái khối cơ bản của công trình. Tiếp tục bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách dựng cái vỏ bọc của công trình này. Đấy, mình thấy ở đây có một cái vỏ bọc khá là dày. Ở đây mình sẽ ước lượng khoảng 1 mét, 1 mét nhé. Làm sao tách được cái vỏ bọc này, mình vào đây mình gờ lại này, gờ cái vỏ ngoài lại thành một cốc lần trong, thế gờ lại. Đấy. Cái vỏ này dày bao nhiêu thì ở đây mình sẽ dùng một cái lệnh tạo độ dày của mặt cong, đó là công cụ này, Filler 6 Zone Put Pull nhé, Zone Put Pull này. Đấy, tác dụng chính của công cụ này là đẩy độ dày mặt cong. Để đẩy độ dày trong mặt này thì mình sẽ dùng lệnh Z. Lệnh Z này. Đầu tiên mình sẽ chọn mặt cong trước, kích lệnh Z. Đấy. Sau đó mình đẩy lên để ẩn xung quanh đi cho mọi người dễ nhìn, đó là mình sẽ ấn lệnh F7. F7 là một cái lệnh tắt mình đặt cho nó là ẩn đối tượng bên ngoài cong lần. Đấy, lệnh gốc của nó nằm đây là ẩn đối tượng bên ngoài cong lần nhé. Sau đó mình sẽ đẩy lên này bằng lệnh Z này. Chọn mặt cong trước đúng không, kích lệnh Z đẩy lên, đẩy lên, sau đó một kích thước bất kỳ nhé. Sau đó mình nhập kích thước mới cho nó, mọi người quan sát ở đây nó báo dương, mình sẽ nhập dương là 1000, là 1 mét đấy. À, chú ý thiết lập ở trên này này, có một số bạn nó đang ở trạng thái này, finishing nó đang trạng thái này thì nó sẽ xóa mất mặt cũ đấy. Sau đó mọi người quan sát ở đây mình tích vào dấu tích thứ hai này. Đấy, nó sẽ giữ mặt cũ lại nhé. Đấy, sau đó mọi người thoát ra thì được cái độ dày mặt cong thứ nhất là cái vỏ bọc bên ngoài. Bên trong này đấy, mình cũng làm tương tự đúng không, dùng lệnh Z này đẩy vào trong. Như mà mình đã làm một lần cái đường này rồi, mình sẽ muốn nó có độ dày luôn và không phải làm lại giống cái đường lệnh này nữa. Mình chỉ việc kích đúp nó sẽ áp lại chỉ số trước đó và nó sẽ đẩy đúng độ dày là 1 mét cho mình. Mình thoát ra này rồi, quan sát tiếp ở đây mình thấy là cái mặt kính này, toàn bộ cái hệ đấu kính và mặt kính này nó sẽ thụt vào trong, bên kia cũng thế đó, nó thụt vào trong. Và cái khoảng cách này mình sẽ ước lượng cũng khoảng 1 mét. Đấy, tức cái mặt này mình dùng lệnh M di chuyển vào bên trong này 1 mét, bên này cũng vậy, mình sẽ di chuyển vào trong 1 mét, di chuyển phải đúng hướng, đúng phương nhé. Nếu giả sử di chuyển nó không bắt cho mình cái phương trục y này thì mình phải ấn phím bên trái, nó sẽ khóa phương trục y và mình nhập 1000. Đấy, vậy chỉ là xong cái khối cái mặt kính. Tuy nhiên làm sao bây giờ là tách được cái hệ kính như ra, cái hệ khung kính như ra để biến thành hệ khung có độ dày chứ không phải là một cái cạnh như này. Đấy, nhiệm vụ làm sao bây giờ mình tách được cái cạnh này để làm đũa kính. Mình sẽ tắt lưới đi, tắt lưới bằng lệnh F8 của mình. Lệnh tắt của nó chính là lệnh này, View Hidden Gauge, là ẩn hiện cái lưới đã ẩn, cái cạnh đã ẩn. Thì mình đặt lệnh tắt là F8. Mình copy ra ngoài, copy mặt này ra ngoài. Và mặt này nhớ là phải có kích thước cụ thể là bao nhiêu, chứ không nên copy một cách là vô vơ như này. Ở đây mình sẽ copy ra một kích thước khoảng là 100m. Đấy. Sau đó mình hiện lưới lên và chọn cạnh này. Chọn từng cạnh.
Đến bước này chắc chắn mình phải chọn từng cạnh rồi, đúng không? Trước khi chọn cạnh mình sẽ hiện lên đã. Hiện lên thì vào bảng Shorten nhé. Shorten lên Smooth, Shorten S này. Kéo về thì cạnh nó sẽ hiện lên. Và bây giờ mình sẽ chọn từng cạnh. Bắt buộc phải chọn từng cạnh rồi. Mình không chọn đường chéo nhá. Đấy, sau khi chọn xong cái cạnh này rồi thì làm sao mình tách ra ngoài? Thì một là mình copy ra ngoài, hai là mình sẽ gờ lại. Gờ là tạo make column này. Còn cái mặt này mình sẽ kích 3 lần xóa đi. Rồi, ok. Mình có những cạnh này rồi. Cạnh này nó sẽ tương đương với cái đấu kính này. Làm sao để biến nó thành hộp, khối hộp? Làm sao biến nó thành khối hộp như này? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái mặt phẳng là tiết diện của khối hộp đó. Thì mình sẽ cho nó khoảng bao nhiêu? Ở đây mình sẽ làm tạm là kích thước là 300 nhé. 3 hoặc 400 được. Đấy. Làm sao để biến tất cả những cạnh này thành khối hộp luôn và có cái tiết diện của khối hộp là 300x300 này. Mình sẽ chọn tất. Đấy, sau đó mình dùng một lệnh rất hay là AddBonus. AddBonus ấy, tác dụng chính của cái nhóm này là biến đối tượng thành column. Thì cụ thể ở đây mình sẽ biến cái mặt phẳng này, cái cạnh này thành column có tiết diện là hình chữ nhật này luôn. Đấy, mình sẽ dùng lệnh số 2 hoặc 3 này. Đấy, ok này, thấy chưa? Rất nhanh đúng không? Mình xóa mặt phẳng này đi. Mình di chuyển khối hộp ra thì mình thấy là nó còn tồn tại cái cạnh này. Thực ra mình cũng không cần bận tâm phải xóa cái cạnh nó đi đâu. Bây giờ mình di chuyển tất cả vào. Để di chuyển cho ăn khớp vào trong này đúng không? Thì mình sẽ di chuyển một khoảng cách là 100m. Lúc nãy mình đã di chuyển để mất công mất điểm ấy. Đấy. Bây giờ mình có cái đố kính rồi. Quan sát này. Cái đố kính này nó ăn sâu vào trong nhé. Nó mỏng ở phía trước nhưng mà phía trong nó rất là dày. Mình có thể vào trong nó và đẩy vào trong. Đây. Mình sẽ đẩy vào trong bằng lệnh P. Ví dụ ở đây mình đẩy nó vào khoảng là 1m2. Đấy. Tổng kích thước ở đây mình sẽ cho nó khoảng là 1,5m. Khá là to. Còn mặt này. Mặt này sẽ là mặt kính đúng không? Mình sẽ gờ lại. Gờ lại này. Kích đúp vào trong này. Mình ẩn bên ngoài đi nhé. Thì mặt kính này nếu mà mình để mặt phẳng cũng được, làm một mặt cũng được. Nhưng mình muốn có độ dày thì mình sẽ dùng lệnh gì? Lệnh G. Lệnh G thì nó hơi sẽ bị làm cho khối đã bị chéo đấy. Nó không được song song hướng vào bên trong đâu. Mình muốn nó song song hướng vào bên trong thì mình sẽ dùng lệnh V. Lệnh V này. Đấy, quan sát ở finishing. Finishing này, nếu mà mình đẩy vào trong như này. Khóa phương trục Y nhá. Đẩy trong như này. Thì mọi người quan sát là sẽ mất mặt cũ đúng không? Mình sẽ giữ mặt cũ bằng cách là tích vào nút thứ hai của finishing. Đấy. Độ dày là bao nhiêu mình nhập lại kích thước. Mình nhập là 20 đi. Đấy, thoát ra ngoài. Nhìn kỹ thì sẽ thấy là nó rất mỏng đúng không? Zoom gần sẽ thấy là có độ dày này. Mình làm lại thao tác này. Kích chọn mặt cong, kích chọn lệnh V. Đấy, chọn một mặt bất kỳ đây. Kéo sang trái. Nếu giả sử nó không sang trái được thì ấn phím tên Y là trục mũi tên trái đấy. Để khóa phương trục Y mình đẩy sang đây. Sau đó nhập lại kích thước là 20. Đấy, quan sát finishing thì tích vào dấu tích 2 rồi thoát chuột ra. Đấy, bây giờ mình có mặt cong và có độ dày, nó đại diện cho tấm kính luôn. Đúng không? Mình thoát ra ngoài này. Đồ vật liệu.
mình sẽ đổ tạm vật liệu là grass đúng không? Đổ đây. Rồi ok. Cái mặt bên này thì mọi người sẽ làm tương tự. Thì để đỡ mất thời gian thì mình sẽ không hướng dẫn, mọi người sẽ tự làm. Như vậy là mình đã làm xong cái mặt kính đúng không? Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn mọi người cách dựng cái mái trên này. Người quan sát ở đây. Cái hệ mái của nó có một cái lối ra này. Lối đi này nó sẽ đi từ phía dưới bên trong nhà đi lên. Ở đây có một cái chiếu nghỉ và các bậc đi xuống đi lên. Mình sẽ xem bản vẽ 2D của nó để dễ hình dung hơn này. Đây mặt cắt đây. Đấy, phần dưới này mình không nhìn thấy rõ đúng không? Đây hình ảnh đây. Đấy, làm sao vẽ được một cái bậc thềm đi ra từ trong nhà đi lên được, lên đi xuống được, và nó sẽ nằm gọn trong một cái hình elip hoặc hình tròn đúng không? Đấy, các bạn thử nghĩ xem làm sao dựng được, nó không hề đơn giản. Xung quanh thì có một hệ lan can này chạy ở xung quanh đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách dựng. Để làm sao vẽ được cái hình tròn hoặc elip này trên một cái mặt cong như này. Nhìn vào trong này. Mình sẽ đánh dấu tâm đúng không? Tìm tâm để cho dễ nhìn. Thì mình sẽ vẽ một đường thẳng này để tạo ra một cái trục chính tâm, chính giữa. Mình vào trong. Vào trong, hiện cạnh lên. Hiện cạnh lên nhé. Mình có quan sát đây. Mình sẽ dùng một lệnh vẽ các đường cong, đường thẳng trên một cái mặt cong. Đó chính là Tool on Surface. Tác dụng chính của công cụ này là vẽ các đoạn thẳng đường cong, nói chung là vẽ trên mặt cong. Thì ở đây mình sẽ dùng đường tròn. Đường tròn thì nó cũng tương đương elip luôn đấy. Thì đây mình sẽ dùng hình tròn. Đấy. Kích đến đây. Số cạnh của hình tròn này bạn là bao nhiêu? Giả sử mình nhập là 20S. Đấy, thì nó sẽ là 20 cạnh. Mình muốn tăng lên này, 80S là 80 cạnh. Nếu không thì mọi người có thể kích vào đây cũng được này. Nhập số cạnh vào đây. Thấy không? Nhập 80 đây. Thì nó sẽ ra số cạnh của đường tròn. Mình sẽ bắt vào đây. Đó. Được cái mặt đường tròn này rồi. Cái khung này nó sẽ ăn xuống đúng không? Nó sẽ ăn xuống nhà. Đấy, do đó mình sẽ chọn cái mặt tròn này. Mình ẩn xung quanh đi nhé. Làm sao cho nó ăn xuống dưới. Đấy, mình sẽ dùng lệnh lúc nãy. Đó là Zoom Put Pull. Cái này mình xong rồi mình tắt đi. Để tạo đây nhá. Để đẩy thẳng xuống dưới được, mình sẽ dùng lệnh V để tịnh tiến xuống dưới. V này. Tịnh tiến xuống dưới. Trong khi đang kéo lệnh V này, mình sẽ ấn phím tên trên phía trên ấy, thì nó sẽ đẩy cái mặt cong này xuống dưới theo phương trục Z. Đó, mình buông ra một kích thước bất kỳ. Như ở đây mình đẩy kích thước là 5m. Tại sao nó bay lên trên này? Nó đẩy lên trên tại vì mình nhập dương thì nó đẩy lên trên. Mình thì nhập âm 5m thì nó sẽ đẩy xuống dưới. Thấy không? Mình thử ẩn cái mặt cong đi. Ẩn đi. Thì mình thấy là xuất hiện cái mặt cong của cái vỏ này. Để làm sao xóa cái phần này đi. Đấy, thì mình sẽ dùng cái mặt cong phía dưới này. Intersect Face này, chuột phải của nó, Intersect Face with Model. Thì lập tức nó sẽ tạo ra nét dao của hai mặt cong này. Có những cạnh này đúng không?
nó sẽ phân cách phân cắt cái mặt bên trong đi, mình sẽ delete xóa đi, xóa đi. Thì bây giờ mình sẽ có gì, có một cái mặt nó rỗng ở bên trong, mình hiện cái mặt ngoài lên này. Đó, làm sao để tạo được bậc trên cái mặt cong này. Đây, để giữ được bậc bên trong mình sẽ nó khó, rất khó ở chỗ này. Đây là những bậc nó tạo lên trên một cái mặt cong rất là phức tạp, rất là khó. Đấy, thì để cho nó tiện làm thì mình sẽ quy nó về nó mặt phẳng trước, sau đó mình đẩy bậc lên rồi lại đưa vào mặt cong. Mình sẽ copy mặt này ra ngoài. Copy ra ngoài thì giống như lúc nãy, thì mình sẽ copy có một kích thước cụ thể là 100m. Đấy. Làm sao quy về nó mặt phẳng bây giờ? Mình sẽ tạo một mặt phẳng phía dưới. Đấy, sau đó chiếu cái mặt cong này xuống mặt phẳng bằng một lệnh, đó là sandbox. Sandbox là một công cụ chuyên tạo địa hình. Thì trong khu vực này nó có một lệnh rất hay, đó là draft này. Tác dụng của nó là chiếu đối tượng, chiếu cạnh của đối tượng này thành các đoạn thẳng rắc trên một bề mặt nào đó. Thì đây mình sẽ dùng lệnh này và chọn cái mặt phẳng phía dưới, nó sẽ chiếu xuống dưới, đúng không? Xong rồi mình xóa đi, mình kéo cái cạnh này xuống để lấy cái trục giữa, kéo sang để lấy cái đường kính ở giữa. Đó, xóa mặt này đi nhé. Ở đây thì hai bên này nó hơi giống nhau, nó chỉ khác nhau chỗ này có cái đường đi ra. Thì mình sẽ dựng bên này trước và đối xứng thành đường này, sửa lại là xong. Cái bậc này mình copy ra đây, mình sẽ ước lượng khoảng bao nhiêu bậc, đúng không? Sau đó copy ra đây, ví dụ đây mình sẽ cho nó khoảng 18 bậc tổng cộng ấy, là 18 khoảng trên này nó sẽ có xóa bớt bậc đi này. Ta mình sẽ vẽ nó dạng mặt bằng trước. Đây mình xóa 3 bậc đi. Đấy, chỗ này mình sẽ xóa 1 bậc đi. Quan sát cái ảnh thì mình thấy này, ở đây nó sẽ xóa khoảng 1 bậc đi để làm cái chiếu nghỉ đi xuống dưới nhà, đúng không? Làm sao để xóa những cạnh này nhanh chóng này? Mọi người có thể xóa thủ công, tuy nhiên nếu giả sử nó nhiều quá thì mình sẽ xóa nó bằng cách là dùng lệnh cleanup. Cleanup là một plugin. Đây, lệnh tắt mình đặt là Ctrl L. Tác dụng của nó là xóa sạch những cạnh thừa này. Tuy nhiên mình chỉ muốn xóa cái nếu mình xóa luôn nhé, mình tích bao tích này, mình xóa luôn thì nó sẽ xóa sạch. Tuy nhiên mình chỉ muốn xóa cái đầu thừa ấy thôi, thì mình bỏ bao tích này đi, bỏ ba số tích đi. Ok này, clean này, nó sẽ xóa đầu thừa rất nhanh, đúng không? Đấy. Chỗ này quy về mặt bằng thì sẽ có một cái đường cong, đúng không? Lối đi vào này, mình sẽ copy đường cong này ra. Copy xuống đây. Một khoảng là 4m. Đấy. 4m nhé. Chỗ này lại thừa một bậc nữa này. Tức là mình sẽ xóa cái này đi. Xóa cái này đi. Đó. Đây chính là mặt bằng của nó, đúng không? Mặt bằng nó. Làm sao để đẩy thành độ cao, đẩy thành độ cao bậc, thì chắc chắn mình phải dùng thủ công rồi. Lệnh P này, đẩy lên này. Mình sẽ đẩy lên khoảng 300. Cái bậc này không phải như bậc thường, nó không như bậc thường là 150 đâu. Bậc này người có thể ngồi lên trên này. Đấy, là bậc khá là cao, không phải bậc thường. Mình sẽ đẩy lên khoảng 300, kích đúp lên.
Đó. Ba trăm kích đúc. Mình sẽ đẩy lên này, 300. Ở đây nó hiện thấy mặt xanh thì kệ nó, mặt trắng thì kệ nó. Đo tổng độ cao của này là bao nhiêu? Đấy, hiện tại nó 2m7 thì cũng đáp ứng được độ cao đúng không? Nếu giả sử mình làm bậc cao hơn nữa thì nó sẽ chỗ này nó sẽ cao hơn. Như để mình để tạm như này đã. Tiếp tục này. Bây giờ mình chỉ lấy mặt trên của bậc thôi, mình sẽ bỏ mặt dưới đi. Đấy. Mình sẽ xuất tần này, hoặc là xóa thủ công cũng được. Cũng không phải là lâu đúng không? Bên này cũng vậy. Ok này. Để làm sao thành mặt trắng hết, tất cả những mặt này thì mặt thành mặt trắng hết, mình sẽ revert face tất cả bằng cách là chọn orange face này, chuột phải của nó chọn orange face, nó sẽ đảo tất cả thành mặt trắng hết. Và cho cái cạnh cạnh này nó ẩn đi cho nó đẹp hơn thì mình sẽ xuất tần lên smooth. Đấy. Kéo lên này. Tích vào cả hai dấu tích thì nó sẽ ẩn hết nhé. Đấy, ok rồi. Nhìn nó đẹp hơn đúng không? Sau đó mình sẽ đối xứng sang đây. Đối xứng thì mình có thể dùng lệnh mirror. Mirror này. Chọn 3 điểm bất kỳ thuộc mặt phẳng đối xứng. Thì gồm có 2 điểm trên cạnh này. Và một điểm thẳng đứng. Đấy, nó hỏi Z là No. Thì mình chọn No để giữ cái cũ. Nếu mà chọn Z thì nó sẽ xóa đối tượng cũ đi. Đấy, có một cách đối xứng nữa. Đó là copy ra. Rồi scale nó. Scale nó với tỷ lệ là -1. Đấy, có rất nhiều hai cách đối xứng như thế. Tiếp tục này. Ở trên mặt bằng thì bên này nó không có bậc đúng không? Không có cái lối đi vào. Đấy, thì mình sẽ di chuyển cái mặt này sang đây để tạo một lối đi bên này thôi, đi xuống thôi, còn bên này không có. Cái mặt này mình có thể xóa đi. Xong rồi. Đến đây chính là cái hệ bậc trên mái, lối đi trên lên mái đúng không? Sau rồi mình di chuyển khóa phương G lại đã. Di chuyển khóa phương lên. Và bắt đầu đây. Cái mặt cong này ấy, thì mình sẽ G lại và di chuyển lên trên này. Đối tượng này mình sẽ di chuyển vào. Di chuyển bao nhiêu? 100m đúng không? Đó, rất nhanh. Ở đây mình làm cái bậc 300 thì ở đây nó vây, nó vẫn hở này. Thì mình có thể thật scale xuống hoặc là di chuyển cả cái tấm này xuống. Đấy, như này là vừa. Đúng không? Như vậy đã xong. Đã xong cái bậc. Còn ngoài này nó có một cái hệ lan can chạy xung quanh. Làm sao để tạo được cái hệ lan can đó? Đấy. Thì mình lợi dụng cái đối tượng này để thực hiện được cái lệnh này ấy, thì đối tượng này mình sẽ không đặt ở bên trong công lần này, mình sẽ di chuyển nó ra ngoài bằng cách là shift den lệnh tắt của lệnh này là cắt đối tượng. Đấy, shift den này ra ngoài này
và để thả được đối tượng ra ngoài thì mình sẽ dùng một lệnh là shift v. Lệnh này là lệnh mình tự đặt cho nó, là shift v là paste in place. Tác dụng là thả đối tượng ra đúng tọa độ cũ. Shift v. Thấy chưa? Nó mình phá vỡ ra. X plot nó phá vỡ ra. Mình copy thành hai đối tượng để dự trữ nó nhé. Tiếp theo này. Làm sao để mình rắc được cái lan can chạy xung quanh này thì mình sẽ dùng một lệnh rắc đây này, cái cột này, này xung quanh đường dẫn thì nó chính là đường dẫn này luôn, đúng không? Bán kính thì mình sẽ cho khoảng là 30 độ cao này, mình sẽ cho khoảng 1 mét đi, 1 mét, sau đó mình gờ lại enter này, chọn tất cả đối tượng là cái cột này. Đấy, và cái đường cong này dùng lệnh gì bây giờ? Ở đây mình có một lệnh 1001 bit pro, nó có một lệnh rất hay là lệnh này, tác dụng nó là dắt đối tượng theo đường dẫn. Đường dẫn có thể là đường thẳng, các đường cong hoặc đường tròn, vân vân. Đấy, nó ra cái bảng này. Ở đây mình có hai lựa chọn này, là dắt đối tượng theo số lượng hay là dắt đối tượng theo khoảng cách. Đây là khoảng cách, còn đây là số lượng. Mình thì không quan tâm đến số lượng nó bao nhiêu, mình sẽ quan tâm đến khoảng cách, là mỗi cột sẽ cách nhau bao nhiêu. Ở đây mình thấy là nó hơi thưa, đúng không? Hơi thưa. Ví dụ mình cho nó khoảng ở đây là 600, và đối tượng sẽ rắc từ giữa đường dẫn ra hay là từ đầu. Mình sẽ chọn từ đầu này, kích vào boy array này, chọn điểm đặt của đối tượng ấy, và chọn một điểm đến thì mình sẽ chọn điểm này. Nói chung điểm nào cũng được cả, thấy chưa? Xong rồi, mình di chuyển cái đường cong lên nhé, hoặc xóa đi cũng được. Rồi chọn tất cả cái cột này, gờ lại, di chuyển xuống, bắt vào đây. Vấn đề mình thấy là cái cột này nó lại không bám vào bên ngoài này, nó lại bám vào bên trong này cơ. Đấy, cái đầu này hơi xấu, đúng không? Nếu mà mình muốn ra ngoài này cũng được, mà vào trong cũng được, bằng cách là vào trong một công lần nào đó. Mình vào trong công lần nó này, chọn tất cả nó này, di chuyển dọc theo trục y ra ngoài hoặc vào trong, thấy không? Thì tất cả sẽ ra ngoài hoặc vào trong. Như ở đây mình ra di chuyển một khoảng cách là 100 nhé, thấy chưa? Tất cả nó sẽ chạy ra, dịch chuyển ra bên ngoài hết. Tại vì đối tượng này là các đối tượng đang hướng vào tâm. Ok. Vấn đề tiếp theo là mình sẽ rắc cái tay vịn. Làm sao tạo được cái tay vịn này? Tay vịn này có thể là hình trụ, có thể là hình hộp, có thể là một tiết diện bất kỳ. Mình có thể làm được với một tiết diện bất kỳ bằng cách là uốn đối tượng theo một đường cong nào đó. Thì cụ thể ở đây mình sẽ có đường cong này rồi. Còn đối tượng mình cần uốn là đối tượng nào? Mình sẽ vẽ ra một đối tượng này. Nhớ là phải song song trục đỏ. Một đường thẳng đi. Bất kỳ như này. Và để tạo ra được một ống trụ hay một tiết diện bất kỳ, mình phải vẽ vào, đúng không? Phải vẽ vào đây. Như ở đây mình sẽ làm hình trụ cho nhanh nhé. Mình sẽ tạo ra một cái hình trụ bằng cách là dùng lệnh này, pylon path này. Đấy, tác dụng nó là biến đường dẫn thành dạng ống trụ. Mình thử ok thử nhé. Giả sử đây 100 đi, ok thử.
nó sẽ tạo ra một ống trụ rỗng. Tuy nhiên mình không cần bên trong rỗng hay như nào cả, mình chỉ cần một cái ống trụ nó đặc thôi. Đấy. Thì mình sẽ làm lại này. Extension by long path. Lệnh đặt tắt mình đặt cho nó là ANP. Giả sử cái ống đó 100. Cái này mình đặt là 0 đúng không? Đây là độ tròn, độ số cạnh của ống trụ. Mình đặt là 24 cũng được. Nếu đặt cao quá thì nó rất là nặng ấy. Ở đây mình sẽ đặt là 24 nhé. Xong rồi này. Mình quan sát ở đây là cái ống trụ ấy. Ống trụ ấy. Đấy. Nó không phải là cái đường cong này nữa. Cái tay vịn nó không thẳng với đường cong này nữa, mà nó lệch sau này là hạ 100 đúng không? Thì để cho nó ăn khớp với cái hình trụ này là một cách ra 100. Thì mình phải di chuyển cái đường thẳng này. Cách ra đây 100. Đấy. Cách ra đây 100. Chứ nếu mà đặt sát cùng nhau như này thì khi mình uốn vào đường cong đấy nó sẽ bị lệch, nó sẽ bị thẳng hàng và không thẳng hàng với cái cột nữa. Mình sẽ cóp ra đây là 100. Sau đó mình sẽ dùng một lệnh uốn đối tượng vào đường dẫn như nãy. Như vấn đề là cái lệnh sharpener này, lệnh sharpener này nó chỉ được uốn được vào đối tượng vào một cái đường dẫn hở chứ không thể kín được như này. Nó không kín được. Do đó bây giờ mình muốn nó kín ấy, thì mình vào trong cái cạnh này. Mình xóa bớt. Như đừng xóa luôn, mình sẽ vẽ một đường thẳng bên trong nó này. Để cho nó thẳng hàng mà. Mình xóa bớt cái cạnh nhỏ đi. Xóa bớt cạnh nhỏ đi nhé. Rồi uốn này. Chọn đối tượng. Chọn lệnh. Chọn đường thẳng. Nhớ là hai đối tượng này phải gì? Song song trụ đỏ nhé. Làm lại. Chọn đối tượng, chọn lệnh, chọn đường thẳng. Bây giờ mình sẽ chọn đường cong. Đấy, đường cong này. Mình quan sát biểu đồ này thì thấy cái hình trụ nó lại nhảy vào trong cơ, nó không nhảy ra ngoài. Làm sao để nhảy ra ngoài được? Mình sẽ ấn phím tên phía trên, đảo ngược lại. Quan sát thanh chạy nhé. Đấy, bây giờ ống trụ đã đảo ra ngoài rồi. Mình enter là xong. Enter là xong. Di chuyển ống trụ xuống. Mọi người có thể thay thế bất kỳ cái ống trụ này bằng một hình khác cũng được. Không cứ gì là một ống trụ như này nhé. Di chuyển đến đây. Đó. Làm sao để hai đầu này nối vào nhau? Mình có thể dùng lệnh P này, bắn xa nhưng mà nó bị lệch mất này. Thì mình sẽ không dùng lệnh P. Mình sẽ dùng lệnh P đẩy sang. Sau đó dùng lệnh M. Dùng lệnh M này bắt vào. Đấy. Thấy chưa? Số 10 ở cạnh đi này. Như vậy mình đã dựng xong cái lan can ở phía trên. Ok này. Xong rồi. Còn cái phần dưới này nó khá là đơn giản. Phần dưới này nhá, mình xem cái ảnh này. Đây vì được ví như là một cái bến cảng. Đấy, nó là một cái khách sạn lớn, có một cái bến cảng này. Có thể thuyền có thể đỗ ở đây đúng không? Mình sẽ đẩy cái mặt này ra để tạo ra cái bến thuyền. Còn chỗ này mình tạo ra một con đường nối vào. Thì cái chỗ này là khá đơn giản thôi. Mình sẽ dùng cái mặt này này. Và dùng lệnh V. Lệnh V. Mình không thể dùng lệnh P ở đâu tại vì nó không phải mặt phẳng đâu. Ở đây mình thấy có hai mặt phẳng bên trong này. Thì không dùng lệnh P được đâu. Mình sẽ dùng lệnh V. Đó. V này. Khóa phương theo trục X này. Mình bắt cái mặt này với khóa phương theo trục X.
bằng cách là ấn phím tên bên phải. Đấy, xong cái mặt này rồi mình di chuyển ra này, muốn nó hạ thấp xuống thì mình dùng M di chuyển. Đấy, muốn nó sang bên này để nó không giao cắt với mặt này, mình di chuyển sang trái. Chưa? Đấy, muốn ăn xuống đây, nó ăn xuống dưới này nhá, mình sẽ dùng lệnh V tịnh tiến xuống dưới. Đấy, và bắt cạnh này sang. Ở đây nó không bắt điểm được này, mình có thể ấn phím an nó sẽ bắt được. Đấy, ấn phím an nó sẽ hủy khóa phương, nó sẽ bắt được. Đây là khối thứ nhất, còn khối đằng sau này, khối sau này thì mình có thể làm tương tự, đúng không? Mình tịnh tiến bằng lệnh gì? V khóa phương trục x. Đấy, đẩy sang trái này. Cái này mình sẽ đẩy thẳng vào đất liền, đúng không? Mặt cong này mình sẽ dùng lệnh V tiếp. Và cái mặt này muốn nó dính vào thì mình sẽ di chuyển sang. Nó không bắt điểm được thì mình ấn phím an. Ok. Đấy, như vậy mình đã xong. Giả sử đây có một cái mặt. Tất cả những hình này thì mọi người nên gờ hết lại nhé. Gờ hết lại. Ok. Còn một vấn đề đề nữa, đó là cái sàn bên trong, để cho công trình nó sinh động hơn thì mình sẽ phải dựng cái sàn bên trong. Ở đây mình xem mặt cắt này, mặt cắt của nó này. Ở đây mình thấy có một cái sàn lớn ở phía trên này, các sàn nhỏ ở đây chiếm hai khoảng 3, 4, 5, 6 khoảng, tổng cộng 6 khoảng, đúng không? Nhưng vấn đề ở đây là một cái tiết diện công trình nó rất là phức tạp, một cái mặt bằng rất phức tạp này, thì làm sao để dựng được cái sàn ở bên trong. Đấy, thì lúc đầu ấy, mình đã tạo ra một cái khối dự trữ này. Khối này là khối solid, là khối nguyên bản của nó, là cái lõi bên trong, cái không gian bên trong. Mình sẽ tạo cái mặt sàn bên trong đó bằng cách là tạo những mặt phẳng như này, di chuyển lên này. Đấy, cái mặt sàn này á, nó sẽ giao cắt với cái mặt phẳng này, nó sẽ giao cắt với cái mặt cong này, cái khối solid này, và tạo ra một tiết diện bất kỳ, đúng không? Tạo ra một tiết diện. Đây, mình copy lên. Mình copy lên đây. Nhập số khoảng trên nó là 6 trên. Tức là mình sẽ tạo 6 khoảng bên trong. Đấy. Làm sao cho nó giao cắt được? Mình sẽ chọn lệnh này. Chuột phải, chọn Intersect Face with Model, xóa mặt phẳng bên ngoài đi, xóa cả khối ấy đi. Đấy, đây chính là cái mặt bằng, là cái mặt sàn, đúng không? Xóa cạnh giữa đi và gờ lại. Độ dày thì vào trong mình đẩy, mình sẽ cho một cái sàn đại diện là 600, cả dầm cả sàn, kích đúc này. Đấy, bây giờ mình di chuyển vào bao nhiêu? Lúc nãy mình di chuyển ra 200m, bây giờ mình di chuyển ngược lại. Thấy không? Zoom gần thì mình thấy là cái sàn nó lại ăn vào cái ra ngoài. Tại vì lúc nãy mình đẩy cái hệ kính vào trong, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đẩy hệ sàn này thụt vào trong bằng cách là chọn nó và di chuyển thôi. Đấy. Cái này thì mình sẽ không cần di chuyển cái hệ ở dưới đâu. Đây này, nó le ra này.
Đấy, cái hệ dưới mình giữ nguyên. Mình di chuyển ngược lại đây. Thì lúc nãy hệ kính kia mình di chuyển thụt vào là 1 mét. Bây giờ mình sẽ di chuyển hơn 1 mét để cho hệ kính bao bên ngoài. Mình nhập là 1m2. Đấy, bên này cũng vậy. Di chuyển ngược vào 1m2. Đây, xong rồi. Bây giờ cái sàn nó sẽ ở bên trong đúng không? Cái mặt này mọi người muốn đẩy vào cũng được, nhưng vấn đề là mọi người phải ngắt được chỗ này đi, tức là cái sàn này phải gờ riêng, và cái sàn này cũng phải gờ riêng. Đây, mình sẽ di chuyển cái này vào 1m2. Cái này cũng di chuyển nốt đi cho nó đẹp. Bên này cũng vậy, 1200. Ok. Đấy, như vậy mình đã dựng xong nhé.